Hậu bị người thân Kim Ngân mắng chửi, Thúy Nga bất ngờ tuyên bố ngừng giúp đỡ nữ ca sĩ. Trưa 28 tháng 6, Thúy Nga đã có buổi live stream trò chuyện xoay quanh việc giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân trong suốt thời gian qua. Thúy Nga cũng từng chia sẻ việc giúp đỡ Kim Ngân rất khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng không bỏ cuộc. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ, đồng cảm, Thúy Nga cho biết cô bị tổn thương khi nhận về nhiều lời nói xúc phạm. Trên live stream của mình, Thúy Nga chia sẻ, tôi bức xúc và trăn trở khi bị nói lợi dụng cộng đồng mạng để làm điều này điều kia. Tố chất của người nghệ sĩ là làm điều gì phải có cảm xúc. Tôi cũng vậy, cảm xúc quan trọng cực kỳ. Đến ngày nay, tôi đã đi theo chị Kim Ngân trong hành trình hơn 3 tháng. Tôi bị ám ảnh hai chữ lợi dụng khi người ta nghĩ tôi lợi dụng chị Kim Ngân. Tôi hụt hẫng và đau lòng. Thúy Nga cũng đã nói rõ về tiền bạc, lợi ích khi giúp người bệnh như Kim Ngân khi ở Mỹ. Tôi chưa bao giờ có ý định giúp chị Kim Ngân để lấy tiền chính phủ hay trục lợi. Ở Mỹ, giúp một người bị bệnh như chị Kim Ngân sẽ được chính phủ trả tiền rất cao, khoảng 3.000-4.000 USD một tháng. Tôi nghe nói vậy thôi, nhưng nhận tiền đó sẽ bị ràng buộc nhiều thứ, không còn thời gian cho bản thân. Chỉ có người nhà hay người gắn kết thật sự mới nghĩ đến chuyện đó. Thúy Nga cho biết đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 3 tháng qua, sát cánh cùng Kim Ngân. Ở bô xa này, nghe tới tên Kim Ngân, người ta sợ lắm. Để cho một người như chị Kim Ngân thuê phòng càng khó hơn. Khi tôi giúp chị, tôi không biết chị theo đạo Công giáo. Tôi là người đạo Phật nên thấy chị Kim Ngân khổ quá. Tôi muốn tìm cho chị nơi bình yên đường náu và giúp đỡ cho chị phục hồi, Thúy Nga chia sẻ. Thúy Nga từng phát hiện ca sĩ Kim Ngân phải sống lang thang vô gia cư tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ hài đã quyết định giúp đỡ chăm sóc, tìm chỗ ở cho ca sĩ Kim Ngân. Tất cả hành trình này đều được Thúy Nga ghi lại mỗi ngày và đưa lên các trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang lợi dụng, trục lợi từ câu chuyện của Kim Ngân. Không chỉ vậy, một người có tên GN tự nhận là em họ Kim Ngân cũng phản đối, lên án việc Thúy Nga giành quyền bảo trợ chăm sóc Kim Ngân. Đứng trước những dư luận này, Thúy Nga tuyên bố sẽ ngừng giúp đỡ cho ca sĩ Kim Ngân. Ngày xưa, lúc tôi giúp chị Kim Ngân cũng bị nhiều người chỉ trích, nhưng tôi vẫn bình thường vì mục đích chính vẫn là giúp đỡ cho chị. Giờ đây tôi mong mọi chuyện dừng lại, tôi mong chị Kim Ngân về với gia đình yên ổn. Trách nhiệm của tôi cũng đã đủ với chị. Phòng thuê cho chị, tôi vẫn giữ cho chị đi đi về về. Bây giờ nếu ra đường gặp chị, tôi vẫn cho tiền chị ăn uống, còn nói là đưa chị đi quay đi chơi thì tôi không dám nữa. Vì tôi đã bị nói quá nhiều, dài như sớ táo quân. Vì tôi tổn thương quá nhiều, bị lấn cấn trong lòng và mất hết cảm xúc thì làm sao giúp cho chị được nữa. Tôi không còn dính líu nữa. Nếu sau này gia đình muốn tôi giúp đỡ cho chị Kim Ngân thì tất cả thành viên phải có một lời trên cộng đồng mạng hay như thế nào để khẳng định tôi là người giúp. Còn bây giờ có nói riêng hay nhắn tin thương yêu gửi gắm tôi cũng không dám. Có thể thấy Thúy Nga đã khá mệt mỏi và bức xúc khi bị người khác hiểu sai về lòng tốt của mình. Ngoài Kim Ngân, trước đây Thúy Nga cũng thường xuyên quay clip giúp đỡ nhiều người vô gia cư khác ở Mỹ.